Rockfone 5 bị đột tử, hết nhiêu tiền về anh và sửa như thế nào. Tháo cái con chip ra, sau đó lắp lại cái con chip, chính cái con chip đó luôn nhá. Thay cái màn hình mà bung hết toàn bộ cái điện thoại ra thì không để lại thứ gì luôn. Toàn bộ các dòng máy, không chỉ riêng gì Android hay là iOS, thì khi mà các bạn thay pin sẽ không ảnh hưởng tới dữ liệu bên trong. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Fastcare. Ngày hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn điểm nhanh qua những câu hỏi mà các bạn đã hỏi mình suốt một tuần vừa qua. Đến với câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Huỳnh Thanh Phát. Cho mình hỏi là hiện tại máy mình đang bị cảm ứng chập chờn thì liệu có sửa được hay không shop? Không biết là các bạn đang sử dụng những cái dòng máy Android hay là iOS. Hiện tại thì đối với dòng máy iOS, chúng ta sẽ có một số dòng máy, ví dụ như là iPhone 11 hoặc là iPhone XR. Thì các bạn có thể xem xét lại việc mà các bạn thay một cái tấm kính cảm ứng mới cho cái chiếc máy này là được. Còn đối với những cái dòng điện thoại Android thì khi mà các bạn đang bị cái lỗi là loạn cảm ứng thì chúng ta sẽ cần phải can thiệp sâu bên trong, ví dụ có thể là liên quan đến màn hình, liên quan đến main, hoặc có thể cái trường hợp xấu nhất là các bạn sẽ cần phải thay một cái màn hình mới cho chiếc máy đó. Chúng ta điểm qua đến với câu hỏi thứ hai đến từ bạn Hà Hoàng. Trong một video liên quan đến Rockfone 5 bị đột tử thì bạn có hỏi là đột tử hết nhiêu tiền về anh và sửa như thế nào. Thì hiện tại đối với những cái dòng mà Rockfone 5 đột tử, các bạn sẽ thấy được rằng là ở trên thị trường có rất là nhiều những cái con máy mà ở trên anh em trên group cũng có sử dụng Rockfone 5 và bị cái tình trạng như vậy. Để giải thích cho chuyện này thì mình cũng có xem một vài những cái thông tin ở bên nước ngoài. Thì trên chính cái chiếc Rockfone 5 này có thể đột tử do cái con chip nó quá nóng. Và có một cái điều là các bạn sẽ cần phải kiểm tra sâu hơn nữa để có thể fix được cái lỗi đột tử này. Có thể là chúng ta sẽ cần phải tháo cái con chip ra, sau đó lắp lại cái con chip, chính cái con chip đó luôn nhá, lên chính cái chiếc bo mạch đó. Hoặc cũng có thể là liên quan đến một vài những cái chi tiết bên trong phần main. Và thực sự thì đối với việc mà các bạn kỹ thuật viên sẽ cần phải kiểm tra sâu hơn nữa bên trong để xem là main của chúng ta có thể fix được hay không. Ngoài cái dòng Rockfone 5 ra thì bên mình cũng có nhận được một vài dòng máy đến từ hãng Xiaomi và Poco cũng bị cái tình trạng tương tự như vậy. Để giải thích thì có thể là trong cái phần con chip CPU ấy thì nó sẽ bị hở chân CPU, và như vậy thì việc mà tiếp giáp giữa con chip và main nó sẽ không đọc được và sẽ có một vài những cái tình trạng, ví dụ như khi mà các bạn khởi động lên thì nó lên sau đó lại tắt đi, hoặc là cũng có tình trạng là sẽ không lên nguồn. Và máy đang là nguyên zin thì hãy tới ngay với cửa hàng của Fastcare thì tụi mình sẽ có các bạn chuyên viên với nhiều năm kinh nghiệm sẽ fix lại cho các bạn cái điều này, là có thể là thay được cái phần chân tiếp xúc giữa CPU và main là chúng ta có thể fix được, và tỷ lệ nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với việc mà các bạn đem máy tới cửa hàng bên mình và trước đó thì các bạn cũng đã có từng sửa chữa rồi, thì cái việc này có thể hoàn toàn khiến cho con CPU bị lỗi và không thể nào mà cứu được. Rồi, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ ba đến từ bạn Lê Xuân Sơn trong một video liên quan đến cái tính năng tìm quanh đây của Zalo. Hiện tại thì Zalo họ đã cắt cái tính năng này rồi. Thì bạn có hỏi là tìm được, tuy nhiên thì bạn bè Facebook với bạn bè của bạn bè thôi. Zalo thì nó sẽ có một cái thông báo hay hỏi cho các bạn là bạn có cho phép chúng tôi truy cập vào danh bạ của trong máy của các bạn hay không. Thì Zalo họ sẽ sử dụng những cái số điện thoại đó để so sánh xem là liệu có một vài những cái bạn bè nào đó mà không có trong danh bạ nhưng vẫn kết nối với chính bạn bè của các bạn, thì Zalo họ sẽ ưu tiên những người bạn đó và xuất hiện ở trong cái mục là tìm quanh đây. Còn nếu mà các bạn đang cần tìm những cái người mà không, hoàn toàn không quen biết và chúng ta không có bất kỳ một cái mối liên lạc nào khác thì các bạn sẽ không thể nào tìm được. Đây chính là một trong những cái tính năng mà Zalo họ đã hạn chế lại để tránh cho trường hợp là chúng ta hay tìm những cái người mà không cần thiết này, hoặc là cũng có thể có một vài trường hợp là mua giới và cũng như là sử dụng những cái tính năng cho mục đích trái phép. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Long Trường trong một video liên quan đến cách khắc phục điện thoại Samsung khi mà bị nóng. Thì bạn có hỏi là mình cũng có một cái điện thoại Samsung Galaxy S23 FE thì hiện tại nóng không chịu nổi và cũng có tìm hiểu nguyên nhân ở một vài nơi rồi. Thì cái trường hợp này đối với mình, đối với các bạn kỹ thuật viên đã sửa chữa điện thoại rồi thì cái con chip Exynos 2200 trên Galaxy S23 FE là một trong những dòng chip khá là nóng. Và các bạn cần lưu ý, nếu được thì hãy nên trang bị thêm cho mình một cái quạt tản nhiệt. Ở đây thì quạt tản nhiệt có thể là khoảng tầm 200-300 nghìn thôi là các bạn cũng có thể trang bị được rồi. Và khi mà các bạn chơi game hoặc là sử dụng máy ở ngoài trời thì cũng nên trang bị thêm một cái quạt tản nhiệt như thế này để đảm bảo là con chip và những cái linh kiện bên trong nó sẽ được đảm bảo an toàn. Ngoài ra là các bạn cũng nên lưu ý là lâu lâu chúng ta cũng nên vệ sinh lại ốp và sử dụng những cái ốp nào mà nó có một cái mức độ thông thoáng nhất định, tránh trường hợp là sử dụng những cái ốp mà các bạn nữ hay dùng là nó có bông này hoặc là có bị kín rất là nhiều thì khiến cho chiếc máy nó sẽ nóng lên và đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng các linh kiện bên trong.
Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Trúc Thanh. Thì bạn có hỏi là thay pin có mất dữ liệu hay không ạ? Thì hiện tại đối với toàn bộ các dòng máy, không chỉ riêng gì Android hay là iOS, thì khi mà các bạn thay pin sẽ không ảnh hưởng tới dữ liệu bên trong. Điều này có thể giải thích là do SSD bên trong chiếc điện thoại cũng sẽ tương đồng so với SSD ở trên máy tính. Khi mà các bạn ngắt nguồn đi thì toàn bộ dữ liệu vẫn sẽ được đảm bảo và an toàn bên trong cái chiếc máy của chúng ta. Nên các bạn sẽ yên tâm, toàn bộ dữ liệu hay là hình ảnh, video thì sẽ được đảm bảo ở trên máy của các bạn nhé. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Long Nguyễn trong một video liên quan đến tóm tắt iOS. Thì bạn có hỏi là cho mình hỏi lên iOS 18 rồi, tuy nhiên thì không thấy AI đâu nhỉ. Có đứa bạn khi mà các bạn có sử dụng S22 thì vẫn có AI như bình thường. Hiện tại thì đối với các tính năng bên trong cái dòng máy iOS 18 này, kể cả iPhone 15 Pro hay là iPhone 15 Pro Max thì vẫn sẽ không có tính năng AI mà vẫn phải đợi tới tháng 9 tới đây. Như vậy thì chúng ta sẽ vẫn còn khoảng tầm 3 đến 4 tháng nữa để tiếp tục chờ đợi xem là Apple liệu họ có cập nhật các tính năng AI ở trên hai dòng này hay không. Còn đối với các dòng ví dụ như iPhone 15 thường, iPhone 15 Plus đổ xuống thì chúng ta sẽ hoàn toàn không có các tính năng AI. Như vậy thì chi buồn cho các bạn, vì những cái bạn nào mà đang sử dụng những cái dòng máy ví dụ như Samsung chẳng hạn thì chúng ta vẫn có thể được cập nhật các tính năng AI từ dòng S22 đổ lên, S23 và cũng như là S24. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng đến từ bạn Nguyễn Thị Hồng trong một video liên quan đến thay màn hình của chiếc Samsung S8. Thay cái màn hình mà bung hết toàn bộ cái điện thoại ra thì không để lại thứ gì luôn. Hiện tại thì bên mình ngày trước cũng có một vài những clip liên quan đến việc mà thay kính, chúng ta có thể thay nóng ở trên cái khung máy mà không cần phải tháo ra hết toàn bộ các linh kiện bên trong, mà để nguyên khung như vậy cũng sẽ có ảnh hưởng các linh kiện bên trong như pin hay là main. Nên việc mà các bạn cần phải thay một cái màn hình hay là thay kính thì hiện tại nên lựa chọn là cái trường hợp các bạn kỹ thuật viên sẽ tháo hết toàn bộ các linh kiện để đảm bảo là các linh kiện đó sẽ an toàn, tránh trường hợp khi mà đặt màn hình lên bàn nhiệt với nhiệt độ cao sẽ ảnh hưởng vào viên pin bên trong. Ok, và như vậy trên đây là toàn bộ các câu hỏi mà các bạn đã hỏi mình suốt một tuần vừa qua. Đối với các câu hỏi nào liên quan đến giá thì mình sẽ trả lời trực tiếp ở trên comment luôn nhé. Rồi, và nếu các bạn thấy clip này hay, đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của FastK. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.